bán kết và phải biết cách bung ra đúng lúc. Việt Anh, Đế Linh, Phan Tuấn Tài tiếp tục cho bóng đánh đâu. Hạnh phúc là quây quần bên gia đình trong mỗi trận cầu đỉnh cao. Hạnh phúc là cùng nhau gieo hò chiến thắng, niềm tự hào dân tộc. Và hạnh phúc là được nhâm nhi hương vị của cuộc sống, cùng cảm nhận sự ngọt thơm từ các món ăn đong đầy dư vị quê hương. Lấy nguồn cảm hứng từ tình yêu và hạnh phúc của mỗi gia đình, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Trung Hiếu tự hào là cầu nối mang đến những phút giây thăng hoa cùng những thực phẩm an toàn, chất lượng cho khách hàng. Tọa lạc tại Cục Công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Trung Hiếu được xây dựng với tổng diện tích trên 7.000 m², có mặt trên thị trường từ năm 2020. Công ty Trung Hiếu được biết đến là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sạch. Công ty chuyên sản xuất, chế biến sản phẩm thịt trâu khô an toàn, chất lượng, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Để thương hiệu thực phẩm sạch Trung Hiếu có chỗ đứng trên thị trường như hiện nay, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đã luôn tâm huyết, hăng say, thấm nhuần chữ tâm, chữ đức trong công việc. Đây chính là kim chỉ nam cho quá trình hoạt động và phát triển của công ty thực phẩm sạch Trung Hiếu. Hiện nay chưa có sản phẩm thịt trâu sấy khô ăn liền nào trên thị trường lên sản phẩm của chúng tôi chiếm vị trí độc tôn tại Việt Nam. Ngoài cái mẫu mã bao bì nổi bật, quan trọng nhất chúng tôi còn sử dụng cái nguồn nguyên liệu sạch cùng đội ngũ chuyên gia chế biến có kinh nghiệm nhiều năm để tạo nên chất lượng sản phẩm có hương vị đặc trưng. Với phương châm khách hàng là thượng đế, công ty chúng tôi sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt để làm hài lòng với tay người tiêu dùng. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược kinh doanh, đầu tư phát triển, không ngừng nghiên cứu các sản phẩm, Trung Hiếu phấn đấu trở thành công ty cung cấp thực phẩm sạch uy tín hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới. Trước đây chúng tôi mới chỉ xuất khẩu sản phẩm thịt trâu sấy sang thị trường các nước lân cận như Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên vì quê hương chưa có các sản phẩm thịt trâu sấy ăn liền nên chúng tôi còn nhiều trăn trở với mong muốn mang các sản phẩm thịt trâu sấy ăn liền mới mẻ tới bàn ăn người Việt Nam. Nên công ty chúng tôi đã quyết định mở rộng kinh doanh tới thị trường trong nước. Và hiện nay công ty chúng tôi đang nghiên cứu sẽ mở rộng xuất khẩu các sản phẩm của công ty sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Yếu tố quan trọng nhất để làm nên thương hiệu thực phẩm sạch Trung Hiếu là nguồn nguyên liệu. Vì vậy công ty đã tìm kiếm và nhập khẩu nguồn thịt trâu sạch, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các nhà cung cấp trên các vùng miền khác nhau, đảm bảo quy chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe của người lao động cũng như an toàn vệ sinh khi chế biến thực phẩm, công ty Trung Hiếu đã đề ra quy trình khử khuẩn vô cùng nghiêm ngặt cho công nhân trước và sau khi giao ca. Công ty cổ phần thực phẩm Trung Hiếu là một đơn vị chế biến thực phẩm, vì vậy khâu an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Chị em chúng tôi trước và sau khi giao ca phải trải qua một quá trình nghiêm ngặt như là thay đồ, chụp gọn tóc, khử khuẩn và hút bụi nhằm mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất. Tôi chọn công ty Trung Hiếu để làm việc bởi vì nơi đây là cái môi trường lý tưởng, công việc không quá khó. Chị em chúng tôi là mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Trung Hiếu luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu. Vì vậy, đơn vị đã đầu tư dây chuyền hiện đại cùng quy trình sản xuất từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu chế biến, đóng gói và bảo quản đều được kiểm duyệt, giám sát chặt chẽ, khắt khe bởi đội ngũ quản lý tận tâm, chuyên nghiệp. Qua đó đảm bảo được đầu ra thành phẩm thịt trâu khô Trung Hiếu đạt chất lượng cao, ngon nhất, đặc trưng nhất. Thịt sau khi được tuyển chọn sẽ được vận chuyển về nhà máy và bảo quản trong kho lạnh với nhiệt độ âm 18 độ C. Sau đó giã đông nguyên liệu, chuyển đến khu vực làm sạch và xử lý sơ bộ. Thịt trâu được xếp vào các nồi chuyên dùng hấp chín bằng hơi nước, giúp cho thịt không những không bị mất đi các chất dinh dưỡng mà vẫn giữ được màu sắc tự nhiên, độ ngọt đậm của nguyên liệu. Các sản phẩm mang thương hiệu Trung Hiếu có chất riêng biệt, không thể lẫn với các sản phẩm thịt trâu các bếp truyền thống khác. Chỉ từ các loại hương liệu chân quê, hoàn toàn tự nhiên như quế, hồi, thảo quả, ớt, gừng, hạt tiêu. Nhưng với công thức tẩm ướp vô cùng đặc biệt, thương hiệu Trung Hiếu đã tạo ra sản phẩm thịt trâu khô thơm nước tiếng với sự đa dạng về hương vị, mật cay, tê cay, ngũ vị hương, từng bước chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thịt đã được trộn, ướp gia vị, đưa vào nồi đa năng xào tự động, sau đó đưa ra khay để làm nguội và đưa vào sấy bằng hệ thống lò hơi với công nghệ tiên tiến duy nhất tại Việt Nam. Cuối cùng, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói hoàn thiện rồi chuyển về kho bảo quản. Chúng tôi tự tin khi có đội ngũ những nhà nghiên cứu am hiểu về công nghệ chế biến,
và nghệ thuật tạo nên hương vị hấp dẫn. Mỗi sản phẩm ra đời đều mang tâm huyết của chúng tôi. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những hệ thống dây chuyền, máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam. Trong quá trình làm, chúng tôi sử dụng công nghệ sấy khô bằng lò hơi để giúp cho các sản phẩm của chúng tôi không bị mất đi các chất dinh dưỡng, đảm bảo độ vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo thân thiện với môi trường. Hành trình 3 năm thực hiện sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Trung Hiếu đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000-2018 và Cục Thú y cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với sản lượng 10 tấn thành phẩm mỗi ngày, các sản phẩm mang thương hiệu thực phẩm sạch Trung Hiếu đã và đang là lựa chọn của hàng trăm công ty đối tác. Chúng tôi đã nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra những sản phẩm đặc biệt đưa ra thị trường. Hôm nay tôi đã gặp được Trung Hiếu là một cái đơn vị sản xuất thịt trâu khô có một cái đội ngũ quản lý rất khoa học, đồng thời chặt chẽ về cái sản phẩm này, và cái đơn vị này đã sản xuất ra một cái sản phẩm rất phù hợp với thị hiếu của thị trường trong nước cũng như là của thị trường nước ngoài. Cho nên chúng tôi đặc biệt quan tâm và muốn đặt làm đối tác đặc biệt đối với công ty Trung Hiếu. Hiện nay các hệ thống trung tâm thương mại lớn trong nước đã quyết định hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Trung Hiếu để đưa sản phẩm thịt trâu khô ngon, sạch lên bàn ăn của người Việt Nam. Thực phẩm sạch Trung Hiếu không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ, xây dựng chuỗi sản phẩm cao cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Trâu khô Trung Hiếu, quốc phẩm Việt Nam.